Con xin chào cô và các bạn. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hải Nam. Sản phẩm hôm nay của con là làm về trận chiến ngoài vũ trụ. Đầu tiên khi bấm vào lá cờ, người ta sẽ nói là chào mừng đến với vũ trụ. Bạn đã bị lạc vào đây, hãy thoát ra, tiêu diệt những hành tinh, sau đó đánh mặt trời trở lại trái đất. Sau đó nó tạm biệt chúng ta. Tiếp theo là chúng ta phải đánh tổng cộng 25 hành tinh hệ mặt trời, ngoại trừ mặt trời ra. Khi mà đánh đủ 25 mặt trời thì chúng ta sẽ đánh khi mà chúng ta đánh đủ 25 những cái hành tinh hệ mặt trời ra thì chúng ta sẽ được đánh mặt trời. Còn nếu mà chúng ta chạm vào những cái hành tinh đấy thì chúng ta sẽ bị nổ và chết. Sao nó lại chuyển sang cái màn hình này? Chết rồi, cô hết thời gian. Không đủ thời gian nên là nó... Để con chơi lại xem là nó có đủ thời gian không. Nếu không đủ thời gian thì con sẽ thêm một chút thời gian nữa. Sau khi đánh bại 25 con với cả thời gian là 1 phút thì chúng ta sẽ được chọn một trong 3 loại đạn này. Một là đạn lửa, hai là đạn bóng tối, còn ba là đạn băng. Thông tin của nó sẽ được ghi ở dưới. Đạn lửa thì đam sẽ to hơn nhưng bắn chậm hơn. Đạn bóng tối thì bắn nhiều tia hơn nhưng mà giảm một chút tốc bắn. Còn đạn băng là bắn rất là nhanh nhưng mà bị giảm đam. Những cái đạn này sẽ được thêm vào cái máy bay của chúng ta và sẽ bắn phụ chúng ta.
bắn phụ những cái đạn thường lúc nãy. Bây giờ con sẽ chọn một trong ba. Cô thích chọn đạn nào cô? Cô thích chọn đàn lựa đi. Máu của con boss mặt trời nó sẽ là 25.000. Chúng ta phải tiêu diệt được nó thì mới về được trái đất. Máu rất là trâu. Đạn lửa đam to nên là đánh nó rất là rút máu nhanh. Nhưng cái quả, ba cái quả cầu lửa của nó sẽ giết chúng ta và chúng ta phải né những cái quả cầu lửa đấy. Con chết mất. Bây giờ con sẽ thử dùng đạn bóng tối. Thiếu một điểm nữa của con sẽ để điểm là 15 để cho nó dễ đến đánh con boss mặt trời hơn. Bây giờ con sẽ chọn thử đạn bóng tối. Đạn bóng tối một lần nó sẽ bắn ra ba viên đạn. Bắn không nhanh lắm. Đạn bóng tối khó chơi quá cùng. Con sẽ chọn thử đạn băng xem thế nào.
Hình như cái thiên thạch kia nó lắc ra sao, nó đứng im luôn kìa. Rồi, không sao đâu. Cái phần chơi thế là mọi người đã biết được bài của con hay thì đến đâu rồi đấy. Các bạn thấy bài của bạn Nam thế nào nhỉ? Có thể bạn Nam vô cùng sáng tạo luôn. Đấy, bạn không những là bạn máy bay của địch mà bây giờ là bạn đã trở thành là bạn các cái thiên thạch, các cái hành tinh của trong hệ mặt trời đúng không nhỉ? Có rất là nhiều thiên thạch. Rồi, Nam con phân gì nữa không nhỉ? Con muốn nói gì thêm nữa không? Cô thấy bài phần thuyết trình của Nam á rất là tốt này, rất là tự tin này, Nam hiểu rõ được những cái khối lành này, hiểu rõ được cái cách thức mà mình đã làm như thế nào này. Đấy, bài của con không những rất là sáng tạo luôn. Đấy, cô chưa hình dung được ra là khi mà con đã lập trình cho cái phần mà khi mà mình chọn cả cái đàn đấy đúng không, là mình phải phát tín đúng không, hay là thế nào con đã lập trình cho cái việc mà chọn các đàn băng hay đàn lửa hay là đàn bóng tối đấy như thế nào? Là khi mà bấm vào nó thì nó sẽ phát tin ạ. Ví dụ như bấm vào bóng tối thì sẽ phát tín là đàn bóng tối. Vậy thì ai sẽ là người nhận cái tín đàn bóng tối này? Là cái mặt trời và đạn bóng tối. Tức Còn là nếu mà đạn lửa thì là bót mặt trời với cả đạn lửa. Còn nếu là đạn băng thì đạn băng sẽ nhận và là bót mặt trời sẽ nhận. đây. Rồi, cô thấy là bài của bạn Hải Nam rất là thú vị, rất là sáng tạo nhất từ trước đến giờ. Đấy, các trong những cái dự án của chúng ta, của các bạn ngồi đây á, thì mỗi bạn có một phần sáng tạo riêng. Nhưng mà riêng đối với bạn Hải Nam á, thì cô thấy bạn này có một cái trí tưởng tượng rất là phong phú luôn. Đấy, không dừng lại ở cái bài mà đánh bàn bình thường mà bạn đã nghĩ đến cái việc nếu như mà cái chạm được đến 15 điểm đấy thì lại phải chọn được thêm cái đàn nữa. Đấy, đấy là những cái gì mà bạn Nam đã làm được hôm nay rất là xuất sắc nhé. Dự án của Nam rất là hay, cô thấy cực kỳ là sáng tạo luôn. Đấy, bạn Nam đã rất là thành công trong cái dự án này. Cô hy vọng là Nam sẽ phát huy được thêm hơn nữa đấy, cái trí tưởng tượng của mình vào những cái dự án tiếp theo ở sau đây tốt hơn, hay hơn nữa đúng nhỉ. Và bài ngày hôm nay cô thấy Nam đã rất là xuất sắc để tạo được ra, con đã làm cái bài này con ý tưởng cái từ cái bài này, con ý nghĩ cái ý tưởng như thế nào mà con đã tạo được ra cái này? Con nói cô là con thấy trong mấy cái trò chơi nó sẽ cho chọn những cái đạn này, nên là con làm theo giống. Làm theo dẫn đúng không? Đấy. Và cô thấy là cũng rất là hay, Nam đã thứ nhất là phần thiết kế nhân vật, thiết kế nhân vật Nam cũng đã thiết kế rất là đẹp. Rồi phần ý tưởng, từ lên cái phần ý tưởng và lên cái phần lập trình, đấy con cũng đã làm rất là tốt. Đúng nhỉ? Rồi bài hôm nay Nam cũng đã rất là xuất sắc cả về phần dự án, cả về phần thuyết trình nhá. Chúc mừng Nam nhá. Các bạn nó cũng Rồi.